Đôi khi có một số người quan trọng là cái bậc thang nó cao bao nhiêu nó phù hợp với thước lỗ ban, thì tôi xin thưa rằng thôi đừng quan tâm đến những cái đấy, bởi vì nó là tiểu tiết mà nó không đáng là một xu gì so với một ngôi nhà của quý vị đâu. Nó phải liên quan đến cái chiều thang, thì giữa chiều bên trái và chiều bên phải rồi thì chiều thuận rồi chiều nghịch kim đồng hồ nó có cái gì khác nhau. Thì thông thường ấy, để mà nói về chiều thang ấy, thì để tối ưu nhất vận hành nó tuyệt vời nhất thì nó lại phải là ngược chiều kim đồng hồ, quý vị ạ. Mọi người cứ nghĩ là cái gì mà thuận chiều kim đồng hồ bao giờ nó cũng tốt, nhưng mà rõ ràng là cái thang nó không phải là cái đồng hồ. Thế nên chúng ta đừng so sánh cái đồng hồ với cái thang. Và nhưng mà tại sao nó lại là nghịch chiều kim đồng hồ? Vì sao? Bởi vì là cái thang ấy thì vận hành nó có tốt hay không, nó hơi na ná so với cái quá trình mà vận động của chúng ta, nhất là trong những cái bộ môn ví dụ như là điền kinh hoặc là chạy đường xa chẳng hạn. Thì cái cấu trúc con người chúng ta thì bên trái là trái tim mà, và thông thường thì chúng ta hay quan tâm đến cái lực lý tâm, đúng không ạ? Cái lực lý tâm nó gần cái bán kính quay, nó gần trái tim, càng gần trái tim thì cái lực lý tâm càng nhỏ, chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Và khi một cái thang mà giúp cho chúng ta vận hành lên cái thang mà ít mệt mỏi hơn thì đương nhiên là một cái thang tốt rồi. Thành ra là người ta sẽ hay thiết kế cái đường chạy marathon ấy, quý vị mà để ý cho tôi thì cái đường chạy marathon không bao giờ cùng chiều kim đồng hồ đâu quý vị ạ. Vì cái đường chạy nó không phải là cái đồng hồ, nên không ai người ta thiết kế cái đường chạy cùng chiều kim đồng hồ, mà người ta thiết kế theo khoa học, nó liên quan đến cái lực ly tâm quý vị nhé. Và cái thang thì tôi khuyên quý vị nên thiết kế theo cái mô hình vận động khí như vậy, và nó nên theo chiều, nó gọi là chiều ngược chiều kim đồng hồ nhé. Cái này nó là chắc chắn đấy, quý vị không nghe nhầm đâu, nó ngược chiều kim đồng hồ đó. Và cái vận động thang này thì ngoài cái việc chiều thì nó liên quan đến cái độ dốc của thang. Đôi khi có một số người quan trọng là cái bậc thang nó cao bao nhiêu nó phù hợp với thước lỗ ban, thì tôi xin thưa rằng thôi đừng quan tâm đến những cái đấy, bởi vì nó là tiểu tiết mà nó không đáng là một xu gì so với một ngôi nhà của quý vị đâu. Và quý vị quan tâm nhiều hơn đến cái việc là chia thang làm sao mà cho quý vị đi đến tầng 1 đến tầng 2 không phải thở nhiều, thì nó liên quan đến cái độ dốc của thang quý vị nhá. Thì chú ý cái thang thì cố gắng là đừng có dốc quá là 45 độ. Và thông thường cái thang công cộng ấy, nếu mà theo cái quy chuẩn kiến trúc ấy, thì nó chỉ khoảng 30 độ nó là lý tưởng rồi. Còn nếu mà chúng ta xấp xỉ từ 30 độ cho đến 40 độ thì nó cũng là chấp nhận được, chứ đừng có làm một cái thang mà nó dốc quá quý vị nhá. Thì ngoài cái việc mà chúng ta lên lên thang chúng ta mệt và phong thủy, thang càng dốc thì cái sự vận động xuống chảy xuống nó càng nhanh, và thang dốc như thế mà lại đổ ra cửa hoặc là gì đó thì nôm na là chúng ta sẽ hình thái là tiền kiếm thì chậm mà tiêu thì nhanh lắm quý vị nhá. Thành ra là đừng có tin vào những cái số của cái thước lỗ ban mà đi thiết kế thước lỗ ban áp vào cái thang mà quên đi cái độ dốc của thang, thì đó là cái vấn đề là vô cùng sai lầm đấy những quý vị nhé. Ngoài những cái vấn đề mà liên quan đến đến độ dốc rồi thì chiều vận động, thì nếu mà nói về các loại thang mà nói thì nó có loại là thang bê tông, thang gỗ, đúng không ạ? Ngoài ra thì có loại xịn hơn, nó là thang máy. Thì để mà nói cái gì là phong thủy tốt thì rõ ràng cái thang gì nó đắt tiền thì nó tốt hơn, cái thang máy nó đắt tiền hơn nó tốt hơn. Thông thường là cái thang máy thì nếu mà đặt chuẩn đúng chỗ thì bao giờ là cái tác dụng nó sẽ gấp ít nhất là 50% phần trăm với cái thang bộ, nếu như là nhà quý vị là nhà cao tầng. Và do đó thì gọi là như bất thành văn rồi, cứ nhìn thấy nhà nào có thang máy thì đương nhiên là nhà giàu. Vì sao? Bởi vì là thang máy thì đương nhiên là nó, bề mặt nó tốn kém hơn. Và để mà nói là cái vận hành nó đưa cái năng lượng từ tầng 1 lên các cái không gian không cùng cốt bao giờ nó cũng tốt hơn. Và một số nhà
mà nếu mà nói về bếp hoặc là ban thờ ấy, mà để lên những cái tầng trên cao ấy, thì để mà tối ưu nhất về dòng năng lượng, để mà năng lượng rồi thì tài vận nó hành thông nhất, thì lắp được cái thang máy nó là tối ưu nhất. Rồi và còn có một số những cái vấn đề về về thang chẳng hạn mà mọi người hay hỏi, thì có một số vấn đề ví dụ như là thang mà nó đè lên lên bếp thì như thế nào. Thì trong những cái bài mà chia sẻ về bếp thì tôi cũng có chia sẻ rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái thang là gì? Thang là cái sự vận động lên phía trên, thành ra là khi mà chúng ta vận động mà để chúng ta lên phía trên thì chúng ta có những cái lực chúng ta đè nén lên các cái bậc thang, thành ra là cái năng lực lượng đó khi mà truyền tải đến những không gian phía dưới nó bị đè nén. Thành ra là với những cái ngôi nhà mà nó chật chội quá, cực chẳng đã thì người ta mới đặt thang đè lên bếp, đúng không ạ? Thì cố gắng làm sao mà đặt lên những cái chỗ mà nó là những cái không gian nó là chiếu nghỉ thôi thì nó không, nó còn đỡ ảnh hưởng, chứ đặt đến những cái vùng mà nó lại là những cái tạo thành những cái độ dốc của thang như này, người chúng ta đặt cái bếp ở dưới đây thì xin thưa là nó rất là thất bại, tạo những cái áp lực, nó tạo rất là xì chết trong những cái công việc làm ăn. Và rõ ràng là bếp liên quan nữ là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người nữ rồi, đau lưng, đau xương, đau cốt từ đó mà ra cả đó. Ngoài ra thì những cái câu chuyện mà đặt giường dưới thang chẳng hạn thì nó cũng tệ, giống như là đặt bếp ở dưới gầm thang thì nó là những cái không gian rất là tù túng, nó không tốt cho những cái giấc ngủ, ngủ làm sao cứ hay bị bóng đè ra, thang đè rồi thì nó cũng thành ra là bóng đè, là ngủ nó mộng mị, mộng du rồi thì uể oải tinh thần, sức khỏe kém, rồi hay cãi nhau với gọi là người trong nhà. Thế là câu chuyện mà nhà cửa chật chội quá thì đôi khi là chúng ta có thể chấp nhận là thang nó đè lên cái chân thôi, nhưng mà đừng có đè lên cái đầu nha quý vị nhé. Thì đấy là đối với những cái ngôi nhà mà nó quá bé, không có ít, không có đủ tài chính, thì còn những cái nhà mà có tài chính thì không nên làm cái cục như vậy. À còn một vấn đề nữa mà mọi người cũng rất là quan tâm về thang, đó là vấn đề là số bậc cầu thang, đúng không ạ? Và thông thường ấy, khi mà nói đến số bậc cầu thang ấy thì mọi người hay gán, hay liên quan đến cái lý thuyết gọi là sinh lão bệnh tử đó. Và mọi người khi mà đến sinh lão thì mọi người đương nhiên là mọi người thích rồi, nhưng mà đến bệnh đến tử thì mọi người đều tránh, đúng không ạ? Thành ra là thường là kiêng bậc thang nó rơi vào số 3 hoặc là số 4 trong cái chu kỳ tính toán, đúng không ạ? Mà theo tôi quan điểm này là chưa chuẩn đâu, và nó rất là sai lầm. Bởi vì sao mà tôi nói vậy? Vì là thực ra quý vị hay để ý là bậc thang ấy, đặc biệt đôi khi cái bậc thềm, bậc sảnh thì người ta hay nói là bậc tam cấp, đúng không quý vị? Rất là ít có bậc ngũ cấp hoặc là bậc thất cấp hoặc là cửu cấp. Người ta nói thường cái thềm nhà ấy, người ta hay liên quan cái bậc tam cấp, và thông thường là rất nhiều nhà là bậc tam cấp, thì rõ ràng nó là một trong những cái yếu tố mà nó cũng là tồn tại cách đây cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Như vậy những cái tồn tại như thế, nếu mà nói theo cái thuyết gọi là sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Thì cái tam cấp đấy thì nó rơi vào cái gì? Sinh lão bệnh. Thế thì ngàn năm nay toàn bệnh hết à, hoặc là ngàn năm nay những cái nhà như thế là có vấn đề hết à? Thì xin thưa câu chuyện đấy là nếu mà nói áp cái lý thuyết này thì rõ ràng quý vị thấy là nó không ổn tí nào rồi, đúng không ạ? Và để mà nói liên quan đến cái thang ấy thì theo tôi cái vận động thang nó liên quan đến gọi là cái chu kỳ bơm máu hoặc là chu kỳ nhịp tim. Thì cái thông thường là liên quan đến tim, thì cái tim có bốn ngăn, thì thông thường là cứ đóng mở đóng mở đóng mở thì nó có những cái bước gọi là số 1, số 2, số 3, số 4 đấy. Thì thông thường khi vào rơi vào những cái nhịp lẻ thì bao giờ nó cũng là tốt hơn quý vị ạ. Hoặc là cái người phương Tây thì người ta cũng cũng nghiên cứu cái triết lý về mặt vận động, ví dụ như là người phương Đông thì có thể là vô tình cái sự trùng lập giữa cái tim nó có bốn ngăn, khi mà chạy hết một chu trình thì nó sang một chu trình mới thì bao giờ nó cũng tốt, thì nó ra một cái chu trình nó gọi là chu trình 4N cộng 1, đúng không ạ? Còn người phương Tây thì người ta khi mà người ta nghiên cứu cái vận động của thang
thì người ta nghiên cứu cái sự thuận tiện, bởi vì là người ta nghiên cứu ví dụ như anh A khi mà tiến hành một cái chu trình vận động lên một cái thang, ví dụ như là bước bằng chân thuận lên cái bậc số 1 thì cái bậc số 2 bao giờ nó cũng là cái chân không thuận, đúng không ạ? Và cái bậc số 3 nó là bao giờ nó cũng là cái chân thuận. Quý vị hiểu không? Thành ra là thông thường ấy, khi mà rơi vào cái bậc nó là số lẻ thì nó sẽ là cái chân thuận. Và khi mà chúng ta bước lên một cái không gian mà khác cốt bởi một cái chân thuận hơn, thì bao giờ chúng ta cũng tự tin, chúng ta cũng vững vàng hơn khi mà chúng ta bước vào một không gian lạ hơn. Thì cái đấy nó ảnh hưởng đến gọi là tâm sinh lý con người. Thành ra là lý thuyết của người phương Tây là lý thuyết là thang cứ 2N cộng 1, còn người phương Đông thì là 4N cộng 1, nó sinh lão bệnh tử, đúng không? Và theo tôi, để tổng hòa lại cái lý thuyết như vậy, thì chúng ta cũng với cái mà tôi chia sẻ về cái lý thuyết là bậc tam cấp vừa rồi ấy, thì theo tôi thì quý vị nên tin vào cái triết lý là 2N cộng 1 nhé. Còn muốn tối ưu hóa thì 4N cộng 1 cũng được. Đấy, anh nghe chốt lại là thang chỉ là số lẻ thì cũng là đã là tuyệt vời rồi. Còn nếu mà muốn cầu kỳ hơn thì mới là 4N cộng 1 thôi. Nhưng mà cầu kỳ thì đôi khi những cái nhà rộng thì được, chứ nhà chật thì quý vị nên theo cái quan điểm là 2N cộng 1 quý vị nhá. Thì đó là những cái phần mà tôi chia sẻ về những cái vấn đề mà liên quan đến cái thang nha quý vị nhá. Thì quý vị còn những cái băn khoăn, có những cái thắc mắc gì về về thang thì có thể là đặt câu hỏi nhá, và nhớ like, nhớ share để cập nhật những cái thông tin mới nhất của tôi, chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến phong thủy. Và tới đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.